thân ái chào mừng các em đã quay trở lại với khóa học Khoa học tự nhiên lớp 8 trên trang web olm.vn. Hệ hô hấp ở người. Trong video trước thì cô và các em đã cùng nhau tìm hiểu phần đầu tiên, cấu tạo và chức năng của hệ hô hấp. Đến với bài học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu hai phần tiếp theo. Một số bệnh về phổi, đường hô hấp, thuốc lá và tác hại của thuốc lá một số cơ quan của hệ hô hấp tiếp xúc trực tiếp với môi trường nên dễ mắc các bệnh về phổi và đường hô hấp, ví dụ như là viêm đường hô hấp, viêm phổi. Trước tiên chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về viêm đường hô hấp. Khi đường hô hấp thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với không khí bị ô nhiễm, có chứa vi sinh vật hoặc các chất có hại thì sẽ gây viêm đường hô hấp, cụ thể là viêm mũi, viêm họng, hay viêm phế quản trong đó thì viêm họng và viêm phế quản có thể do vi khuẩn hoặc virus các triệu chứng khi bị viêm họng như khó chịu ở họng đau rát hay sưng họng ho có đầm có thể sốt nhức đầu hay mệt mỏi còn viêm phế quản cũng có triệu chứng như viêm họng nhưng biểu hiện rõ ràng hơn ví dụ như ho nhiều ho có đầm sốt kéo dài, kho khe, khó thở, mệt mỏi và tức ngực. Tiếp theo là bệnh viêm phổi. Nguyên nhân gây ra bệnh này là do virus, vi khuẩn, nấm, hóa chất trong không khí xâm nhập vào phổi. Khi đó thì các phế nang sẽ bị viêm, tiết nhiều dịch làm ảnh hưởng đến chức năng trao đổi khí của phổi. Em hãy tìm hiểu và cho biết bệnh viêm phổi gây ra những triệu chứng nào đúng rồi các triệu chứng của bệnh viêm phổi bao gồm đau ngực ho mệt mỏi sốt đổ mồ hôi ớn lạnh buồn nôn và khó thở nếu như người bị viêm phổi không được điều trị kịp thời thì có thể nguy hiểm đến tính mạng hoặc gây ra nhiều biến chứng Ví dụ như là suy hô hấp do tràn dịch màng phổi, áp xe phổi, nhiễm trùng huyết, suy tim hay suy thận. Rất nguy hiểm đúng không nào? Bệnh tiếp theo mà chúng ta sẽ tìm hiểu là lao phổi. Vậy, nguyên nhân nào gây ra căn bệnh này? Chúc mừng các em, các em đã trả lời đúng rồi đấy. Lao phổi do loại vi khuẩn này gây ra. Nó sẽ xâm nhập vào phổi, phá hủy các mô và mạch máu ở trong phổi, gây chảy máu và tiết chất nhầy. Người bị bệnh sẽ có biểu hiện đau ngực, ho khạc kéo dài, có thể ho khạc ra máu, sốt nhẹ về chiều, đổ mồ hôi, sút cân, kém ăn và mệt mỏi. Bệnh này thì dễ lây lan qua đường hô hấp khi mà chúng ta tiếp xúc gần với người bệnh để có thể bảo vệ hệ hô hấp thì chúng ta cần thực hiện những biện pháp nào? Chúc mừng các em, các em đã trả lời đúng rồi đấy. Để bảo vệ hệ hô hấp thì chúng ta cần thực hiện một số biện pháp sau. Tiêm vaccine phòng bệnh. Đeo khẩu trang khi ra đường hay khi lao động ở nơi có nhiều bụi. Như đã tìm hiểu ở video trước thì trong đường dẫn khí của hệ hô hấp đã có cấu trúc và cơ chế chống bụi, bảo vệ phổi. Tuy nhiên, khi đi ra đường hay lao động ở nơi có nhiều bụi thì chúng ta vẫn cần đeo khẩu trang, vì lúc này mật độ bụi và các tác nhân gây hại cho hệ hô hấp rất lớn, vượt quá khả năng làm sạch của đường dẫn khí. Bên cạnh đó, để bảo vệ hệ hô hấp, chúng ta cần giảm tiếp xúc với tác nhân gây bệnh, ăn uống đủ chất, luyện tập thể dục, thể thao. Giữ vệ sinh cá nhân và môi trường xung quanh. Và đặc biệt, không nên hút thuốc lá. Vì sao lại như vậy? Chúng ta sẽ tìm hiểu cụ thể ở trong phần tiếp theo nhé. Thuốc lá và tác hại của thuốc lá. Khói thuốc lá thì có chứa nhiều chất độc có hại cho hệ hô hấp. Ví dụ, carbon monoxide, nitrous oxide, nicotine các em hãy tìm hiểu và cho cô biết tác hại của những loại khí này đúng rồi carbon monoxide thì chiếm chỗ của oxygen ở trong hồng cầu vì vậy làm cho cơ thể ở trạng thái thiếu oxygen còn nitrous oxide gây viêm và sưng lớp niêm mạc cản trở trao đổi khí nếu như nồng độ của hai chất này trong không khí vượt quá giới hạn cho phép thì sẽ nguy hiểm đến sức khỏe và có thể dẫn đến tử vong. Cuối cùng, nicotine làm tê liệt lớp lông dung ở trong phế quản, giảm hiệu quả lọc sạch không khí. Không những thế, nó còn làm tăng nguy cơ gây ung thư phổi nữa đấy. Khói thuốc lá có thể gây ra các bệnh như hen suyễn, ung thư phổi, ung thư thanh quản hay Phổi tắc nghẽn mạn tính. Khói thuốc lá sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, không chỉ là của người hút thuốc lá mà còn của người không hút thuốc lá nhưng tiếp xúc trực tiếp với khói thuốc. Vì vậy, để có thể bảo vệ sức khỏe của bản thân và những người xung quanh thì chúng ta không nên sử dụng thuốc lá nhé. Như vậy, qua bài học ngày hôm nay, em cần ghi nhớ hai nội dung chính sau đây. Một số bệnh về phổi Đường hô hấp bao gồm viêm đường hô hấp, viêm phổi và lao phổi. Tác hại của thuốc lá. Cảm ơn các em đã chú ý theo dõi nội dung bài giảng. Hãy truy cập trang web olm.vn để luyện tập và tương tác trực tiếp với video bài giảng. Đừng quên ấn theo dõi kênh Học trực tuyến OLM nhé. Cô thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em trong những video tiếp theo.